Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng bộ Bộ Công Thương trong hơn 2 năm qua, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả đã đạt được và yêu cầu Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương, cán bộ, đảng viên ngành công thương phát huy thành tích, khắc phục khó khăn với tinh thần mới, khí thế mới để tiếp tục tiến lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng Bộ Bộ Công Thương trong hơn 2 năm qua. Báo cáo cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ các đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Bước đầu tạo được nhiều chuyển biến tích cực, căn bản trên hầu hết các lĩnh vực. Công tác tổ chức cán bộ được tập trung giải quyết, xử lý về cơ bản. Kiên quyết thực hiện kiện toàn tổ chức, cán bộ theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cũng theo Bộ trưởng, từ năm 2016 đến nay, thương mại nội địa tiếp tục giữ được đà tăng trưởng với tốc độ tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội ở mức 2 con số. Qua đó đã cùng với xuất khẩu và đầu tư trở thành trụ đỡ quan trọng, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Đã tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế theo nghị quyết số 06 NQTU của Hội nghị Trung ương 4 khóa 12. Cùng với đó, các mặt công tác khác như là sắp xếp lại tổ chức bộ máy cải cách hành chính, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, triển khai mạnh dịch vụ công trực tuyến cũng như việc xử lý giải quyết các dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, việc thoái vốn cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ đều được Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Khẳng định tầm quan trọng của Bộ Công Thương nói riêng, ngành công thương nói chung trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ mới, Bộ Công Thương có nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn từ công tác cán bộ đến các dự án kém hiệu quả. Đòi hỏi Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Bộ Công Thương phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng hết sức vững vàng, bình tĩnh, chủ động và sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, tạo đà phát triển. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu, trước hết, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, những chủ trương có tính chiến lược của Đảng về lĩnh vực công thương. Đồng thời, thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và thế giới để có những quyết sách đúng trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, thúc đẩy phát triển nhưng phải đảm bảo vai trò quản lý của nhà nước. Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tổ chức phải mạnh, đồng tâm, nhất trí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn cao, ngang tầm nhiệm vụ. Và muốn đạt được những nội dung trên thì yếu tố con người là quyết định. Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu 7 nhiệm vụ. Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia thông qua việc đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng, thủy điện, nhiệt điện, điện gió, v.v. Thứ hai, có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm trong nước để hỗ trợ xuất khẩu. Thứ ba, phát triển công nghiệp hỗ trợ vì hiện nay ngành này đang phát triển chậm hơn so với yêu cầu, làm giảm sức cạnh tranh của sản xuất trong nước. Thứ tư, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, tiến tới giảm nhập khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm ô tô. Thứ năm, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Thứ sáu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước. Thứ bảy, tiếp tục hoàn thiện, xây dựng cơ chế chính sách phát triển ngành trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.